xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Triumph Motorcycle Sài Gòn. Và ngày hôm nay mình có mượn được một chiếc xe từ một vị khách Cà Mau. Một chiếc xe độ khá là đẹp theo cái xu hướng là ngoài cổ, với những cái chi tiết bóng bẩy nè, nhưng mà vẫn không bị xến nha mọi người. Vẫn giữ được một cái chất rất là riêng, rất là đẹp. Đây là một con xe độ theo một cái style rất là lạ, mà đây là chiếc xe mà mình mới thấy gần như cái style này lần đầu. Đó. Thì nhân dịp tiện dịp mình mượn được chiếc xe này nên mình quay review luôn cho mọi người cùng tham khảo thêm, để mình có thêm ý tưởng ha. Thì chiếc xe này được độ từ chiếc T120. Màu nguyên thủy của nó là màu đỏ xám, nhưng mà bây giờ đã được thay đổi thành cái tông là đỏ đen kết hợp với những chi tiết chrome. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi trực tiếp vào chiếc xe luôn ha. Cũng như thường lệ, bắt đầu từ phần đầu đèn. Thì ở đây mọi người có thể thấy ngay, đầu tiên là cái chi tiết là gáo đèn này khá là lạ. Đây không phải là gáo đèn zin, nó là một cái gáo đèn độ mạ chrome. Nè, mọi người có thể thấy cái phần này nó bị hõm xuống nè. Gáo đèn zin là nó hình tròn đó, còn cái phần gáo đèn này là nó hõm xuống, thì làm cho cái phần đầu xe trông khá hay. Nó hở ra so với cái phần đồng hồ, nó không có dính liền như là cái phiên bản zin ha. Bộ đèn thì ở đây mình đi là cái dòng GW Speaker đó, với hai cái dải đèn nó sẽ chiếu sáng theo cái góc đánh lái của mình, và bộ đèn pha cốt ngay tại trung tâm. Đó. Rất là đẹp ha mọi người ha. Ở đây thì nó có cái xi nhan của Moton nè. Cặp xi nhan của Moton nó đi theo một cái tông chủ đạo của chiếc xe, đó là những cái chi tiết mạ và những chi tiết sáng. Đó. Thì bộ đèn xi nhan cũng đi theo đúng cái tông như vậy luôn. Xi nhan kiểu hình như viên đạn vậy đó. Ở đây cũng là một cái kit, một cái mounting cho cái bộ đèn phía trước, được thiết kế lại, nó là hàng độ, cũng đến từ thương hiệu Moton. Đó, cái là hay, cái là đẹp. Cái đầu đèn này nói chung đối với mình đánh giá thì nó là lạ, theo một cái style khá là lạ. Đó. Ở đây tiếp theo mọi người có thể thấy là cái phục. Xe này đã thay fork kit phục trước, mặc dù hình dáng không thay đổi so với xe, so với bộ phục nguyên bản, nhưng cái ruột ở trong là ruột matrix. Thì cái phục này nó cũng cung cấp cho chúng ta cái khả năng điều chỉnh rebound, và phía bên này là damping nha mọi người, compression đó. Đó, mình có thể tùy chỉnh được hai chức năng đó. Rồi, có một điều mà mọi người có thể nhận thấy nữa trên chiếc xe này là cái dàn chẳng 3 được xi lại luôn. Đây không phải là màu nguyên thủy nha mọi người nha, nó đã được xi lại theo đúng cái tông màu chủ đạo của chiếc xe. Thì ở đây cái người mà độ chiếc xe này, họ đã làm đến từng chi tiết nhỏ để đảm bảo được cái sự hoàn thiện và cái độ kết nối của những cái chi tiết là gần như tuyệt đối, không có một chi tiết nào bị lạc cả. Đó, mọi người nhìn thấy cả cái phần ở dưới này, cái chẳng ba phía dưới cũng được xi tương tự như phần ở trên luôn. Đó, rất là kỹ, từng chi tiết một đều được làm theo đúng một cái tông chủ đạo hết. Đó. Rồi, đi xuống dưới đây, cái dè này cũng đã làm lại nha mọi người nha, đánh xước lên đó như kiểu nhôm xước vậy, và sơn phủ bóng. Phần này, còn cái phần này thì là nguyên bản thôi, không thay đổi gì cả. Đi xuống đến dàn chân nè. Ở đây chúng ta có một cái dàn chân khá là xịn, phải nói là tốn tiền luôn á. Heo Brembo, bát nhôm, CNC lại nguyên khối, Moto Cafe Head, Head là tên của anh chủ xe, và Moto Cafe là cái quán cà phê mà anh mở ở dưới Cà Mau ha. Thì chiếc xe này đợt vừa rồi là anh có đưa về để làm khai trương cái quán cà phê đó của mình. Xong rồi giờ theo mình biết là đưa lên đây để tiếp tục độ, không ngừng độ, mãi độ.
Thì heo Brembo đi với lại cái bát CNC mới, bấm dây dầu heo luôn nha mọi người, dây dầu bọc thép luôn, cực kỳ xịn. Đó, bộ mâm thì chúng ta xài mâm Kineo đen đỏ, những cái chốt này nè là màu đỏ, đi theo đúng cái tông màu chủ đạo của xe. Đó, cái lõi bên trong cũng màu đỏ luôn nha mọi người. Đó, đĩa thì ở đây là đĩa Brembo. Đó, rất là đẹp. Một dàn chân khá là tuyệt vời. Cái lốp này thì anh chủ xe cũng đã độ lại. Cái lốp nói chung là nhìn nó gai góc hơn, gân guốc hơn so với nguyên bản khá là nhiều. Một dàn chân, một dàn đầu hoàn toàn khác, khác hoàn toàn so với những T120 mà mình độ, mà mình từng biết và từng làm video ha mọi người ha. Rất lạ. Rồi, ở đây còn một chi tiết nữa. Nói chung là đi đến chiếc xe này á, tất cả, gần như tất cả những chi tiết đều là đều độ cả. Không có một chi tiết nào là zin, trừ cục máy và khung sườn. À, có cái đồng hồ này cũng zin này. Còn lại là gần như là full option. Cái này nếu mọi người để ý, nó sẽ khác với cái zin rất là nhiều. Cái zin nó là thẳng lên và hai cái cây này nó thẳng, chứ nó không có cong quong ngoẹo qua như vậy. Mọi người thấy không? Đấy, cái này nó ngoẹo qua như vậy. Thì cái này theo mình được biết cũng là đến từ thương hiệu Moton. Mục đích của cái kẹp ghi đông này á là nó nâng cái ghi đông cao lên một chút xíu và đẩy cái ghi đông gần về phía người lái hơn. Đó, tạo cho mình một cái tư thế ngồi thoải mái hơn ha. Rồi, ghi đông cũng được đánh bóng lên cho nó tông sạc tông với chiếc xe. Đó. Rồi, đi qua đến phần cùng nè, mọi người có thể thấy gì đây? Một cái tay Koken rất là xịn sò, bóp siêu nhẹ luôn, siêu êm luôn. Thì mình đã từng nói về cái dòng tay Koken này khá là nhiều rồi ha. Một dòng tay khá là xịn, đến từ Italia, cho một cảm giác bóp rất là nhẹ, rất là êm, tuyệt vời. Rồi, bộ bao tay độ nè của thương hiệu Motor Gadget, cầm nắm cực kỳ chắc luôn, êm. À, kính độ Triumph, kính hiệu của Triumph, và rất kỳ công để mà săn được cặp kính này nha mọi người, để cho nó fit với lại cái xe luôn. Đó, từ cái màu sơn cho đến cái độ hoàn thiện xước xước, nhôm xước nè, logo nè, rất tỉ mỉ để mà săn được cái kính này. Cái kính này thì nó không có lớn, nó nhỏ thôi, nhỏ gọn, vừa đủ xài, khá là đẹp, hình oval. Mọi người nhìn cái cặp kính trên xe nè. Đó, mọi người có thể thấy nè, đó, nhìn rất là hài hòa, nó không có bị lớn quá so với tổng thể chiếc xe, rất đẹp. Đó, ok, đó là cùng bên trái ha, và kính hậu. Còn cái nút này thì mình vẫn giữ nguyên zin thôi ha. Bên này cũng như vậy, cũng bao tay Motor Gadget, kính hậu của Triumph. Đó. Và ở đây chúng ta có một cặp tay RCS 19 của Brembo, cũng một cặp tay xịn nữa nha mọi người. Cảm giác bóp rất tuyệt vời luôn. Đó, ở đây thì chơi một cái bát Rizoma để xài cái bình dầu. Bình dầu nhỏ xíu, nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa đủ xài. Mọi người nhìn thấy cái bình dầu này, đúng một chút xíu luôn ha, gọn gàng, tăng cái tính thẩm mỹ lên khá là nhiều. Rồi, chúng ta đi đến tiếp cái phần là bình xăng. Thì thực ra như ban đầu mình nói là xe này là xe Cà Mau nha mọi người nha, 69A1 đó. Rồi, nhưng mà do là anh có chuyển về Sài Gòn để làm biển số lại, cho nên là thực ra đăng ký của xe vẫn là biển Sài Gòn, nhưng để nhắc nhớ là xe này xe Cà Mau thì anh để sơn lại cái chỗ này thêm một cái logo đó, đáng biển là 69 Cà Mau A1 Moto Cà Phê, cái quán cà phê của anh. Rồi, cái phần bình xăng mọi người có thể thấy ha, hoàn thiện hai tông màu đỏ và đen.
Bây giờ phải nói rằng là trình độ sơn ở Việt Nam mình không thua gì của nhà máy và của nước ngoài nha mọi người. Sơn cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn rất là đẹp. Bóng loáng. Thậm chí cả những cái logo này mọi người, chúng ta có thể thấy những cái hình vẽ này, cực kỳ chi tiết và rất sắc nét luôn. Đó, đừng ai chê sơn Việt Nam nha. Thợ Việt Nam giờ sơn rất là giỏi, rất là đẹp. Cái nắp xăng này cũng của Moton luôn nha mọi người. Nó có một cái bất lợi đó là nó không có cái chìa khóa như nắp zin. Nhưng nó có một cái ưu điểm là rất là đẹp. Độ hoàn thiện cực kỳ cao. Rất là tỉ mỉ. Ở trên nó đánh cái hình vòng tròn nè. Đánh cái chỉ vòng tròn ở dưới. Ở cái phần hai bên hông thì nó làm những cái gai gai nè. Cầm rất là mịn tay. Rất đã. Đó là phần bình xăng của chúng ta ha. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển đến phần cục máy để coi ở dưới đây có cái gì đặc biệt. Ok, điều đầu tiên mà mình nhìn thấy là gì? Két nước có gắn cái miếng tre hình cờ Anh được sơn màu đỏ, khá là hay. Đó, mọi người thấy không? Rất nổi bật luôn. Đây chính là xe của Anh Quốc, két nước Moton. Tuyệt vời, quá đẹp. Rồi, ok, ở phần máy chúng ta có gì nữa? Cái này là cái mà lạ nè. Cái dàn bông mai này, xe zin nó không có to và không có đẹp như vậy nha mọi người nha. Cái bông mai của xe zin rất là nhỏ. Cái bông mai này nè, mọi người có thấy nè. To, đẹp. Chất lượng. Cái này theo như mình được biết thì là làm ở Việt Nam, nếu như mình không nhầm. Đó. Mình cũng chưa xác định rõ lại cái này là ở đâu gia công, nhưng rất đẹp. Dạ chưa, cái này là mới quay thôi, phải up lên mới có người coi. Về còn phải chỉnh sửa video nữa, chứ không phải livestream. Đó. Rồi, một cái chi tiết rất là đẹp ha, là cái bông mai, rất hay. Đó. Rồi, tiếp theo là cái chi tiết tre. Nó là một cái miếng trang trí ở cái phần mà giả bình xăng con này, cũng thay dạng sọc ngang để cho nó ăn khớp với lại cái phần máy ha. Ở đây cái này là thay lọc gió độ, lọc gió free spirit. Và cái cổ này là một cái cổ được làm riêng để phù hợp với chiếc xe này. Đó, cũng xì bóng lên hết. Từng chi tiết nhỏ đều được thay đổi. Đó mọi người ha, từng con ốc nhỏ này cũng vậy. Đó, và ăn tiền nhất là khi mọi người nhìn vào cái phần lốc máy hai bên này. Sáng rực cái xe lên là phần này. Từ cái cổ bô đó mọi người thấy, từ cái cổ bô đến cái phần lốc máy, đến cái phần mà lọc gió. Và cái nắp đầu bò đó mọi người có thấy hai cái nắp đầu bò. Nó đi rất hợp lý luôn, rất logic. Và cái màu phối cực kỳ đẹp. Đây mình sẽ đi qua bên này để cho mọi người cùng coi luôn. Đó, bên này cũng vậy ha. Một cái ốp chrome sáng bóng, nắp đầu bò, phần lọc gió nè. Đó, và cổ bô. Nó nói chung là nó ăn khớp với nhau một cách hài hòa, rất logic. Và cái tính thẩm mỹ cực kỳ cao. Đó. Phần máy quá đẹp đúng không mọi người? Nó rất là nổi bật. Nó làm cho cái phần máy của cái xe nổi bật lên khá là nhiều. Rồi, đến cái in. Chúng ta có một cái in của Crafton, một cái thương hiệu làm in độ khá là đẹp. Theo hình quả chám, cái da rất là mịn. Rồi, cực kỳ sướng luôn. Êm như ghế tình yêu vậy. Đây, bây giờ mình cùng nhìn cái dàn đèn hậu của cái chiếc xe này ha. Hay không mọi người? Ba cái hình tròn nhỏ
Cái ở giữa chính là cái đèn hậu và đèn thắng. Hai cái bên hông là hai cái xi nhan. Nó cũng theo đúng một cái mô típ của cái đèn trước, là cái hình viên đạn như thế này. Và bộ sau này cũng là của motor luôn, gắn vừa gọn gàng trên cái phần trục sau này luôn, trên cái phần cục sau đó, rất là đẹp. Rồi ở đây cái dàn phuộc mọi người có thấy nó khác so với phuộc gì không? Phuộc Madrid Italia với bình dầu rời, có khả năng điều chỉnh tải, độ nén của dầu đó, cũng hoàn thiện cho một cái màu đen rất tuyệt vời. Và ở đây mọi người thấy là cái biển số này bắc hẳn qua một bên, trời không giống ai hết, rất là độc. Thậm chí cả cái cà te mà che cộng sen này cũng mạ bóng ráng lên hết luôn. Sen thì đi sen vàng đen, sen cao su đen đó. Chắc dòng này là dòng sen của 3D à. Bo Vanson 2 này thì nó là Vanson 2 gia công trực tiếp cho Triumph luôn, chỉ có plug and play thôi, không phải chế cháo gì cả. Nó giữ đúng một cái hình cổ trai cổ điển giống như xe zin vậy, nhưng mà âm thanh cho ra thì hoàn toàn khác, trầm hơn, ấm hơn và lực hơn rất là nhiều. Một lát nữa mình sẽ đề máy lên cho mọi người nghe thử ha. Ốp màng cá nè cũng xì bóng lên hết, rất đẹp luôn. Phần bát biển số đó. Lốp sau cũng thay giống như thương hiệu lốp trước, nhưng mà thông số lớn hơn à, cung cấp một cái độ thẩm mỹ hầm hố cho cái dàn chân sau. Nhắc đến dàn chân sau thì cũng phải kể đến là cặp mâm Kinel nè, thì cũng là đỏ đen giống phía trước ha. Và ở đây là con heo Brembo đã thay rồi, con heo zin là con heo Nissin đó, chơi hẳn lên con Brembo xịn sò này luôn. Đi CNC lại cái bát luôn nè mọi người. Ở trong lõi mâm thì là mâm Kinel đỏ, rất đẹp ha, tuyệt vời. Con heo rất đẹp luôn, bấm lại dây dầu hết, dây dầu heo xịn sò. Bo Vanson 2 ở đây mình thấy là chỉ còn duy nhất cái phần cốp này là vẫn đang để zin, nhưng mà thấy như vậy là đã quá đẹp rồi. Phần cốp đó chắc cũng không cần phải chỉnh sửa gì cả, như vậy là đã quá đẹp rồi, quá tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên để cho mọi người xem thử cái phần đèn có nó ăn khớp như thế nào ha. Rất là hay khi mọi người để ý là mình mở cái đèn CW speaker lên, nó sẽ lắc. Nãy giờ mình mở rồi, để mình tắt đi lại một xíu. Mà khi mà mình mở cái đèn này lên, nó sẽ nháy qua nháy lại ha. Thì đó là cái đặc trưng của đèn GW speaker. Rồi, ok. Đó, mọi người thấy nó lắc qua lắc. Đó, nó giống như một cái lời chào vậy ha. Rất là hay, rất là đẹp. Ok, mình mở thử cái đèn xi nhan lên. Đó, đẹp không mọi người? Nhìn phía sau ha. Đó, như mình nói hồi nãy, nó là ba cái chấm tròn rất là đẹp, ăn khớp với nhau cực kỳ là hợp lý luôn. Nói chung trên chiếc xe này mình chỉ có một cái từ dành cho nó, đó là một cái sự logic và hợp lý trong thiết kế và trong cái phối màu, rất tuyệt vời. Từng cái bộ phận mọi người nhìn thấy nó đều có một cái sự logic, đều có một cái sự hợp lý nhất định của nó cả. Rất hay. Màu sắc cũng vậy. Ok, bây giờ không để mọi người chờ nữa, mình sẽ đề máy lên để mọi người nghe thử âm thanh của chiếc xe này ha. Rồi,
nghe cái guarantee ha. Đương nhiên là nếu mà nghe qua điện thoại thì mọi người không bao giờ nghe rõ được cái âm thanh này đâu. Nhưng mà nếu được mọi người hãy sử dụng một cái tai nghe chất lượng một chút xíu thì mình nghe nó sẽ ok hơn rất khá là nhiều ha. Đây là cái âm thanh guarantee của nó. Trầm ấm, uy lực. Vừa đủ xài, đủ độ lực để cho mọi người đi xung quanh vẫn phải nghe thấy. Mình khá là thích cây bô này. Đó. Tiếng không hề gắt một xíu nào cả. Cái độ vang khá là lớn. Mình sẽ xem cái vòng tô máy ha. Mới chỉ có 3 ngày. Ok, một chiếc T120 đến từ Cà Mau. Độ banh xét nhưng vẫn giữ được sự hợp lý, giữ được sự logic về cả thiết kế cũng như phối màu. Và đặc biệt là nó vẫn toát lên một cái chất cổ điển ha. Không bị phá đi cái sự classic của một chiếc Triumph. Đó. Ok, mọi người thấy chiếc xe này như thế nào? Có đẹp không? Có logic và có hợp lý như mình nói hay không? Thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết ha. Còn nếu mọi người có ai thắc mắc về xe mô tô của Triumph, thắc mắc về các món đồ chơi, thắc mắc về cách độ xe hay bất kỳ thông tin nào liên quan đến xe, đừng ngại ngùng gì hết, cứ liên hệ trực tiếp với mình. Mình có để phần thông tin liên lạc trong cái phần mô tả video và cả ở phía cuối video là số điện thoại của mình nè, Facebook cá nhân nè, WhatsApp nè, Viber nè, Zalo nè ha. Mọi người cứ trực tiếp nhắn tin hoặc gọi điện cho mình thông qua cái kênh đó thì mình sẽ rất vui lòng được hỗ trợ giải đáp cho mọi người, tư vấn và giúp mọi người tìm được một chiếc xe phù hợp ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình là Nhật, đại diện kinh doanh tại Moto Triumph Sài Gòn, quận 7. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian theo dõi video của mình cũng như là ủng hộ cái kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Nếu mọi người thích video này, hãy like, subscribe kênh của mình để ủng hộ cho mình, cho mình tiếp tục có những cái động lực để làm những cái video hay hơn ha, chia sẻ với mọi người những chiếc xe đẹp hơn, chất lượng hơn và cùng đưa Triumph Việt Nam, những chiếc xe độ này ra tầm quốc tế ha. Rồi, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.